Bay ơi, ông cố ơi, ông cố. Thôi, tôi sợ lắm, thôi, xuống quá lại, thôi, làm đi, tôi không biết. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Thank you.
Rồi bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Bay ơi. Cứu tôi, trời ơi. We'll be right back.
Người tháo bắt được ra nào. Rồi, tự nhiên anh đi. Rồi đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh ra liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi thôi, trời ơi, thôi thôi. Rồi, thôi tôi sợ. Tim một đâu rồi hả? Đủ chưa? Tim hai đâu rồi? Đủ chưa? Tim ba. Đủ chưa? Tim bốn hả? Đủ chưa? Rồi, vậy là trong cái phần tìm nhau này, các bạn anh chị không hiểu gì mình thôi, không có lắng nghe được. Rồi, không sao, không sao. Chỉ là trừ ra một người đã để không chơi cái phần 2. Cái phần 2 rất là quan trọng, cần nhiều người mới bảo vệ được giáo trưởng của mình. Rồi, ok. Đây là world class. Việt Nam có mấy người như thế? Và cuối cùng thì chương trình Team Building cũng đã khép lại. Cảm ơn cả nhà đã dành một chút thời gian theo dõi hành trình trong chuyến đi Nha Trang vừa rồi của ca đoàn Thiên Ca. Và cả nhà ơi, đừng quên nhấn nút like, share và theo dõi kênh của cả đoàn để xem những hoạt động của cả đoàn trong những thời gian sắp tới nha. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà vào clip gần nhất.